Hoan hỉ đón chào quý vị đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ qua và năm mới với nhiều hy vọng đang dần đến. Ai cũng hy vọng mình gặp được nhiều may mắn. Đặc biệt là trước khi bước sang Tết Quý Mão, mọi người đều cố gắng không ngừng để kiếm những điều tốt đẹp để xây dựng mọi thứ viên mãn nhất. Trong năm 2023 Quý Mão có nhiều con giáp có vận may lộ ngược dòng, đặc biệt trong số đó có tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Trong năm 2023, con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ và được vận tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể là những tháng đầu năm, con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, công việc thuận lợi, hanh thông. Ngoài ra thì tuổi Quý Sửu cũng sẽ tìm được nhiều cơ hội đổi đời trong năm 2023. Trước khi vào phần luận giải, quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để là người đầu tiên nhận được những video bổ ích của chương trình. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng với chúng tôi theo dõi phần luận giải về lá số tử vi của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thờ ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng trong năm 2023. Người tuổi Quý Sửu không phải chịu tác động trực tiếp đến từ thái tuế, nên năm này chủ yếu là một năm bình ổn, không có nhiều sóng gió. Tuy nhiên cũng do đó mà bản mệnh khó gặp được cơ hội như mong muốn, ít thời điểm để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Người làm kinh doanh càng có nhiều điều kiện thuận lợi khi mỗi ngày đều có lượng khách hàng đều đặn xa vào, tiền bạc kiếm về dư dôi. Nhân duyên của bản mệnh trong năm Quý Mão cũng rất vượng, đào hoa không ngớt, ong bướm vây quanh không ngừng. Nguy cơ đụng độ đào hoa xấu của bạn cũng cao hơn, hãy chú ý giữ lý trí và khoảng cách thích hợp với người khác phái, đồng thời quan tâm hơn đến gia đình, nếu không rất dễ xảy ra tình trạng ngoại tình gây nhiều tổn hại cho gia đình. Năm nay, bạn cũng phải tăng cường luyện tập thể dục thể thao và các hoạt động bổ ích phù hợp với độ tuổi, nếu không cơ thể sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Nếu có điều kiện, có thể tiến hành thăm khám toàn diện để phát triển và loại trừ bệnh tật kịp thời. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh, sao la hầu, vận hạn là diêm vương, hạn tam tai, nữ mạng không phạm tam tai, hạn hoàng ốc, phạm hoàng ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về quan hệ thiên can quý âm thủy gặp quý âm thủy là tỳ kiên, nghĩa là tỳ hòa với bản mệnh. Trong năm nay, những người tuổi Quý Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Quý Sửu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng. Trong năm 2023, gia chủ nữ mạng Quý Sửu gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc hành kim, đây chính là sao hạn, mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và có tranh chấp hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó thì khi người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải, dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn. Vì đây là thời điểm sao La Hầu đang viên chiếu sáng nhất. Hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới,
bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Đinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tìm vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào thì tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy tiết để hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như là đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu, không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị La Hầu chiếu mạng. Gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, năm nay gặp hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ lục bát. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, dù lầm sản nạn chắc là mạng vong. Cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người đau ốm, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Nhìn chung, hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với phụ nữ mang thai, trong suốt hành trình thai 9 tháng 10 ngày, hãy cẩn thận và chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý. Đừng quá tập trung vào công việc, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác, uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Luận tử vi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm cùng gia đình nhưng gia chủ tuổi Quý Sửu nên chú ý gìn giữ sức khỏe. Tháng 2, công việc làm ăn của gia chủ trong tháng 2 có thể bị người khác phá hoại, gia đạo có chuyện buồn. Tháng 3, người trong nhà có thể có tì vết, sao kéo ở trên người, cần cẩn thận sử dụng vật sắc nhọn trong tháng này. Tháng 4, những công việc làm ăn của con cháu thuận lợi, mở mang nhưng cần chú ý cửa quan, pháp lý. Tháng 5, đây là tháng gia chủ, tuổi Quý Sửu có tin vui trong gia đạo, ngoài ra chú ý vấn đề liên quan đến sức khỏe. Tháng 6, gia đạo trong tháng này thiếu hòa khí, sức khỏe gia chủ không tốt nên chú ý việc ăn uống. Tháng 7, gia chủ đón tin vui trong việc làm ăn của gia đạo. Tháng 8, đây là tháng gia chủ có sự thay đổi trong việc làm ăn hoặc con cháu có thể xuất hành, đi hoặc là làm ăn xa. Tháng 9, có sự hao tiền tốn của nhiều, cùng với đó sức khỏe kém, dễ ốm đau bệnh tật. Tháng 10, gia đạo có chủ sự sửa sang lại phần mồ mả của gia tiên hoặc gia đạo sửa sang và mua bán. Tháng 11, đây là tháng gia chủ có tin vui, nhiều việc may mắn, hạnh phúc, làm việc gì trong tháng này cũng được thuận lợi. Tháng 12, tài vận tiền bạc có lộc do con cháu biếu tặng, nếu bệnh tật hay ốm đau trong tháng cuối năm đều nhanh khỏi. Tổng kết tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, nữ mạng, trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Công việc làm ăn của người tuổi Quý Sửu nữ mạng không có nhiều tiến triển rõ rệt trong năm 2023 này, song bản mệnh chớ vì thế mà nảy sinh tâm lý chán nản, bỏ cuộc. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, bạn ắt sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên, được trao cơ hội khẳng định tài năng của mình. Thời điểm này, bạn cần tránh mâu thuẫn, thị phi với đồng nghiệp, không nên tham gia vào chuyện bao đồng, cư xử cởi mở, rộng lượng với người khác. Khi các mối quan hệ tiến triển tích cực, bạn cũng sẽ nhìn thấy mình gặp nhiều may mắn hơn. Về tài chính, xem tử vi tuổi Sửu năm 2023, tài lộc trong năm nay có dấu hiệu nhích nhẹ nếu bản mệnh chăm chỉ, cần cù, tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc của mình. Bạn chớ vội vàng nghe theo lời xù xê, dụ dỗ của người khác, kèo đẩy bản thân vào cảnh tiền mất tật mang. Thời điểm này nếu có ý tưởng mới, bạn nên chủ động bắt tay và thực hiện, không nên phụ thuộc vào người khác quá nhiều. Quá trình thực hiện không tránh khỏi va vấp, song bạn ắt sẽ thu được những điều quý giá. Về sức khỏe,
Xem tử vi sức khỏe tuổi Quý Sửu năm 2023, tình hình sức khỏe của bản mệnh có phần đáng ngại. Chính vì thế, bước sang năm Quý Mão này, tuổi Quý Sửu cần phải đặc biệt chú ý nghỉ ngơi và tăng sức đề kháng cho mình bằng ăn uống đủ chất và tập thể dục thể thao điều độ. Trong năm, nguy cơ cảm cúm, mắc bệnh dạ dày, bệnh đường tiêu hóa hay là gan phổi là khá lớn. Bản mệnh cần phải chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể để kịp thời đến thăm khám ở cơ sở y tế gần nhất và có phương án điều trị phù hợp. Ngoài ra năm nay, mệnh chủ nên chú ý bảo vệ mắt và tim, đừng tạo quá nhiều áp lực cho chính mình, hạn chế sử dụng điện thoại quá nhiều trong ngày, nên có thời gian nghỉ ngơi, ngắt quãng ở trong ngày, dù chỉ một vài phút nhưng có ý nghĩa khá lớn. Nên sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya và đến những chỗ âm u, ẩm ướt hay mang nhiều tà khí. Tuổi Quý Sửu hãy dành thời gian rảnh để tâm sự, chia sẻ với người thân, vừa tăng cường tình cảm gia đình, vừa giải tỏa áp lực cho mình. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Về tình cảm gia đạo, đối với Quý Sửu sinh năm 1973, tình yêu và mối quan hệ trong năm này cũng có thể tốt đẹp. Có thể bạn đã từng cãi nhau với bạn đời vì bạn quá cứng đầu, nhưng bạn sẽ rất hợp nhau trong năm nay. Năm Quý Mão 2023, mệnh chủ có thể gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, cũng có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp nhận, làm quen. Mệnh chủ hãy cho bản thân cũng như một đối phương cơ hội. Tuy nhiên, với nữ mệnh đã kết hôn thì có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh, đong đưa của người khác phái. Cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ, tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho Quý Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Chắc hẳn quý vị cũng đã biết được mình cần phải làm gì cho tương lai rồi đúng không nào? Thông qua chương trình này, chúng tôi luôn mong muốn quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ vào cuộc sống hàng ngày để thay đổi vận mệnh của mình ngày một tốt lên. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.